Phần 7. Bảo mật dữ liệu nâng cao trong Excel. Có nhiều cấp độ bảo mật dữ liệu trong Excel như bảo vệ khi mở file, bảo vệ cấu trúc của workbook, bảo vệ nội dung của sheet. Đầu tiên, chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu để mở file và mật khẩu để chỉnh sửa file. Chúng ta sẽ vào file, click vào Save As, click vào Browse. Trong mục thoại Save As, click vào nút Tool và click vào General Option. Hộp thoại General Option xuất hiện với các tùy chọn như sau. Nếu chúng ta tích vào mục Always Create Backup thì sẽ luôn tạo ra một bản sao lưu dự phòng để tránh trường hợp chúng ta quên mật khẩu. Tại ô Password to Open, chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu để mở. Tại ô Password to Modify, chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu để chỉnh sửa. Chúng ta có thể thiết lập một trong hai loại mật khẩu này hoặc thiết lập cả hai loại mật khẩu. Nếu chúng ta tích vào tùy chọn Read Only Recommend thì sẽ khi mở file này ra xuất hiện một thông báo cho người dùng rằng chỉ nên đọc file mà không nên chỉnh sửa. Sau khi chúng ta đã thiết lập các tùy chọn trong hộp thoại General Option, chúng ta sẽ click vào OK. Hộp thoại Confirm Password xuất hiện yêu cầu chúng ta phải nhập lại các mật khẩu đã thiết lập. Đầu tiên chúng ta nhập lại mật khẩu để mở, sau đó click OK. Tiếp theo, nhập lại mật khẩu để chỉnh sửa và click vào nút OK. Sau đó, click vào nút Save. Hộp thoại hỏi rằng chúng ta có muốn ghi đề không? Vì file này đang tồn tại. Tôi chấp nhận ghi đề và click vào nút Yes. Như vậy, chúng ta đã thiết lập mật khẩu để mở và mật khẩu để chỉnh sửa cho file. Chúng ta sẽ đóng file này lại. Đây chính là file chúng ta vừa thiết lập mật khẩu để mở và mật khẩu để chỉnh sửa cho file. Ngoài ra, nó xuất hiện thêm một file mới, đó là file backup. Vì chúng ta đã thiết lập lựa chọn, đó là Always Create Backup. Bây giờ chúng ta sẽ mở file này lên. Và hộp thoại password thông báo rằng file này đang được bảo vệ. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu để mở tại ô password. Sau đó click OK. Nếu trong trường hợp chúng ta không có mật khẩu để chỉnh sửa, chúng ta sẽ click vào nút Read Only để mở file này ở chế độ chỉ đọc. Còn nếu chúng ta có mật khẩu để chỉnh sửa, chúng ta sẽ nhập mật khẩu đó tại ô password, sau đó click OK. Nếu chúng ta không muốn thiết lập các mật khẩu để mở và mật khẩu để chỉnh sửa nữa, thì chúng ta có thể gỡ các mật khẩu này ra bằng cách vào File, click vào Save As, click vào Browse. Trong hộp thoại Save As, click vào nút Tool, sau đó click vào General Option. Trong hộp thoại General Option này, chúng ta muốn gỡ mật khẩu nào thì chúng ta sẽ xóa mật khẩu đó đi. Giả sử ở đây tôi xóa cả hai loại mật khẩu để mở và để chỉnh sửa, sau đó click vào nút OK. Tiếp theo, click vào nút Save. Chúng ta đồng ý ghi đề file, do đó click vào nút Yes. Như vậy, chúng ta vừa thiết lập mật khẩu để mở và mật khẩu để chỉnh sửa cho file. Sau đó, chúng ta cũng đã thực hiện gỡ các loại mật khẩu này đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện thiết lập mật khẩu để bảo vệ cấu trúc của workbook. Bình thường, khi một workbook chưa được bảo vệ cấu trúc, chúng ta có thể thực hiện các thao tác như thêm, xóa, đổi tên, sao chép hay di chuyển sheet. Chúng ta có thể thiết lập tab color, ẩn sheet hoặc là hiển thị các sheet đang ẩn. Chúng ta không muốn người dùng được thực hiện các thao tác đó thì chúng ta có thể thực hiện bảo vệ cấu trúc của workbook bằng cách vào thẻ review. Trong nhóm Protect, click vào nút Protect Workbook. Chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu để bảo vệ cấu trúc của workbook tại Password. Sau đó click OK. Chúng ta sẽ nhập lại mật khẩu này thêm một lần nữa. Sau đó click OK. Như vậy, file này đã được bảo vệ cấu trúc của workbook. Do đó, chúng ta không thể thực hiện các thao tác như thêm, xóa, đặt tên, sao chép, di chuyển, thiết lập tab color, ẩn hiện các sheet. Nếu chúng ta muốn bỏ cái chế độ bảo vệ cấu trúc của workbook thì chúng ta lại vào thẻ review, click vào nút Protect Workbook và nhập mật khẩu bảo vệ cấu trúc của workbook tại đây. Sau đó click OK. Tiếp theo, chúng ta sẽ thiết lập mật khẩu để bảo vệ sheet.
Chúng ta vào thẻ Review. Trong nhóm Protect, click vào nút Protect Sheet. Mặc định khi một sheet được bảo vệ thì người dùng chỉ được phép chọn các ô khóa và chọn các ô không khóa. Ngoài ra, chúng ta có thể thiết lập các tùy chọn khác như cho phép format cell, format cột, format dòng, thêm cột, thêm dòng, insert các hyperlink, xóa cột, xóa dòng, thực hiện sắp xếp, thực hiện auto filter, sử dụng pivot table và pivot chart, có thể edit các object, cũng có thể edit các kịch bản. Ở đây, giả sử tôi sử dụng các cái tùy chọn mặc định là cho phép người dùng chọn các ô khóa và chọn các ô không khóa. Chúng ta sẽ nhập mật khẩu để bảo vệ sheet tại ô password to unprotect sheet. Sau đó click OK. Chúng ta sẽ phải nhập lại mật khẩu này thêm một lần nữa và click OK. Như vậy, sheet này đã được bảo vệ và chúng ta chỉ có thể click chọn các ô khóa và click chọn các ô không khóa mà chúng ta không thể nhập nội dung cũng như chúng ta không thể định dạng các ô trong mảng tính, vân vân. Nếu chúng ta không muốn thiết lập chế độ bảo vệ sheet nữa thì chúng ta lại vào thẻ Review. Trong nhóm Protect, click vào nút Unprotect Sheet và chúng ta sẽ nhập mật khẩu bảo vệ sheet tại ô Password. Và bây giờ chúng ta có thể thực hiện các thao tác trên sheet này, có thể thay đổi nội dung của các ô trong sheet.